Có bạn nào thấy trái ômoi chưa? Đây cây ômoi đó các bạn nha. Hồi nhỏ, hồi xưa thích ăn lắm. Ăn nó có bị ngọt ngọt, mà ăn nhiều nó bị quáng gà các bạn nha. Ăn nhiều giống như nó bị dư chất gì đó mà làm cho mình xây sẩm mặt mày. Giống như chúng ta ăn đậu hũ dừa nè. Đây, trái ômoi đây, cứng lắm mà các bạn nha. Chúng ta đập ra nó ăn cái mắt, ăn cái mắt này. Đấy, ăn nó ngọt ngọt. Để mình chạm thử cái nào. Đấy. Rồi. Bây giờ ăn cho các bạn xem nha. Ngọt ngọt các bạn nha. Lâu quá à, không ăn lại cái vị này. Đó, chúng ta ăn cái cái nè. Nó có mùi vị thẩm thẩm giống như mắm ruốc các bạn ha. Bạn nào mà thích ăn mà mắm ruốc này kia mà cái vị nước chấm mà nó có mùi á thì ăn mấy cái này dễ. Nó hồi xưa là cứ đập ra, tách ra từng mắt từng mắt từng mắt các bạn ha. Rồi ăn hoa nó khá là đẹp các bạn. Hoa nó màu hồng giống như hoa phượng, mấy cái loại mà hoa lan các bạn ha. Rồi để cái mắt này ăn chơi cạp cạp chơi thôi, chứ mà ăn mà kiểu mà ăn ghiền thì chắc là nhiêu cho đủ các bạn ha. Ăn chơi cho biết thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.